Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, dự báo ngày và đêm 16 tháng 5, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã thành phố và các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau: một theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền người dân để chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả hai triển khai lực lượng sung kích kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất và các khu vực trọng điểm sung yếu khác để chủ động khơi thông dòng chảy đảm bảo an toàn cho người khi có tình huống xảy ra 3. Chủ động sẵn sàng tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.